Xin chào các bạn đã quay lại góc nhỏ văn thơ. Nói đến Xuân Diệu, ta thường nhắc về ông như là ông hoàng thơ tình của phong trào thơ mới. Thế nhưng, ông cũng là một nghệ sĩ tài năng trong cả lĩnh vực văn xuôi, bút ký, truyện ngắn, phê bình văn học. Trong sáng tác của Xuân Diệu, các thể loại hòa quyện với nhau, khó tách bạch. Trong văn xuôi thì giàu chất thơ, trong thơ giàu chất sinh động của hiện thực đời sống, trong nghiên cứu phê bình tinh tế tài hoa mà không kém phần sắc sảo. Nói như nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh: "Tôi không muốn tách biệt văn Xuân Diệu với thơ Xuân Diệu. Văn hay thơ thì vẫn là hình ảnh phập phồng, nóng hổi của một trái tim đắm say sự sống, mùa xuân tuổi trẻ và tình yêu." Năm 1939, tập hợp các truyện ngắn đã đăng trên báo Ngày Nay, Xuân Diệu cho xuất bản tập truyện Phấn Thông Vàng. Đến năm 1945, cùng với tập thơ Gửi Hương Cho Gió, Xuân Diệu cho ra đời tập văn xuôi Trường Ca. Đặc điểm nổi bật trong văn xuôi của Xuân Diệu thời kỳ này là tính trữ tình lãng mạn và chất thơ thấm đẫm. Ví như Nói Về Hoa Phượng, một hình ảnh quá đỗi quen thuộc với mùa hè của những thế kỷ trước, nhưng lại được ông thuật lại bằng những dòng văn thật đẹp, với những câu văn trao chuốt, gọt rũa kỹ càng, rào nhạc điệu, không sa vào biền ngẫu mà có một âm hưởng riêng. Mời các bạn đến với câu chuyện về Hoa Phượng mang tên Hoa Học Trò trong tập Bút Ký Trường Ca. Và đừng quên follow Facebook của Góc Nhỏ Văn Thơ, cũng như để lại những bình luận trên Spotify hoặc review kênh podcast này trên Apple Podcast nhé. Phượng không thơm, phượng chưa hẳn đã là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang. Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành, phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thấm tươi. Người ta quên đóa hoa, chỉ ngó đến cây, đến hàng, đến những tảng lớn xòe ra, trên dẫu khích nhau bằng muôn ngàn con bướm thấm. Màu hoa phượng chói lói, sinh sống như sắc máu người. Ấy là lời kêu kỳ bí của mùa hè, trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa. Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh, vừa buồn mà lại vừa vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng. Một làn gió hãy tới, từng đợt sóng rào rào trên biển hoa. Người ta hay trồng phượng ngoài thành và trong thành, và người ta hay trồng phượng trong các sân trường. Vì sao? Nhưng dù trồng ở đâu, cũng chỉ có bọn học sinh yêu và hiểu hoa phượng nhất. Hoa phượng là hoa học trò. Còn ai quen với phượng cho bằng bọn cắp sách đến trường một ngày hai buổi? Còn ai có linh hồn tươi thắm để quan hoài cùng với phượng thắm tươi? Mùa xuân phượng ra lá, lá xanh mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại còn e, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng học trò phơi phới làm sao, cậu chăm lo học hành rồi lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng. Một hôm bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thấm: mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, học trò ngạc nhiên nhìn trong: hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy? Bình minh của hoa phượng là một màu đỏ còn non, nếu có mưa lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần đến, số hoa tăng, màu cũng đạm dần, rồi hòa nhịp với mặt trời chói lói, màu phượng mạnh mẽ kêu vang: hè đến rồi. Khắp thành phố bỗng rực lên, như đến Tết, nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Sớm mai thức dậy, cậu học trò vào hẳn trong mùa phượng. Thôi, nghỉ hè sắp đến đây. Mùa thi cử sắp đến. Thi cử cho các anh sắp ra trường, lười biếng cho các em còn ở nhiều năm. Sự học một bên căng, một bên trùng, đều ghi dấu hoa phượng. Các em ngồi trong lớp làm bài, tai không muốn chạy nhanh. Vì gần nghỉ, nên các em nghỉ ngay từ lúc còn chưa nghỉ.
phượng đỏ thế kia mà. Khắp các cành đều có hoa, hoa nở, hoa rơi, hoa bay. Đến cả ngoài vườn xa không có cây mà cũng có hoa phượng. Các chàng trẻ vui tay nhặt cánh phượng trên cỏ xanh, lẩn thẩn như bùi ngùi. Có người bỏ vào sách ép, có người bỏ cả vào thư, gửi đi. Hoa phượng tươi, tươi nhưng mà tươi quá quắt. Hoa phượng đẹp, nhưng mà đẹp não nùng. Ai xui hoa phượng nhiều như vậy? Ai dạy cho hoa phượng cái màu xa xăm? Phượng vui, cái vui tươi như là làm cho thái quá để che cái sầu uất. Cái sầu nghỉ hè, vâng, nhất là đối với những chàng sắp ra trường, mà trước khi ra phải trải một cuộc thi. Những chàng ấy chăm ngay từ đầu năm, đến lúc hoa phượng đậm màu lại càng gấp gáp. Vài chàng bấy lâu nhát biến, nay cũng bị màu hoa phượng đẩy cho ở sau lưng. Phượng hồng, phượng đỏ, phượng sát pháo, phượng máu người. Phượng cứ nở, các anh cứ cố học. Sắc phượng mệt mỏi lắm sao? Thật đúng với lòng các anh, gắng sức nhưng mà buồn bã. Các anh đã nghĩ đến hè, đến lúc ra trường, đến ngã ba đường phải chọn hướng đi, đến cuộc đời đang rình các anh mà chụp bắt. Rồi một hôm, trống đánh, các anh ngồi thi. Ôi, bài văn bí quá, bài tính nghĩ mãi không ra. Các anh toát mồ hôi, ngó quanh quẩn như cầu cứu. Nhìn ra cửa sổ, thấy bóng phượng ở ngoài sân. Rồi kẻ đậu thì bỏ mặc bông phượng mà vui vầy. Kẻ hỏng, buồn riêng một mình, bạn bè cũng không, chỉ biết thở than cùng bông phượng. Họ đi giữa đường, giẫm sát bông phượng. Họ ngồi thơ thẩn, bông phượng cũng rụng bên mình. Bàn tay mân mê bông phượng, cái sắc đỏ ám ảnh, đỏ một cách tức tối, đỏ một cách tuyệt vọng. Phượng cứ nở, phượng cứ tơi, bao giờ cũng có hoa phượng nở. Nghỉ hè đã đến, học sinh sửa soạn về nhà. Nhà chưa về, cái vui gia đình đâu chữa thấy. Chỉ thấy xa trường rời bạn, buồn xiết bao. Những cuộc tình duyên giữa bạn bè, đến lúc rẽ chia, cùng rẽ chia dưới màu phượng. Dù hữu tâm, dù vô tình, người nào cũng có sắc hoa phượng nằm ở trong hồn. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu? Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt. Nhớ một bãi biển sóng chấp choa. Nhớ một trưa hè gà gáy khang. Nhớ một thành xưa son uể oải. Thôi, học trò đã về Huế, hoa phượng ở lại một mình. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hè đang thịnh, mọi nơi đều buồn bã. Trường ngủ, cây cối cũng ngủ. Chỉ có hoa phượng thức để làm vui cho cảnh trường. Hoa phượng thức, nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, muốn lim dim. Gió qua, hoa giật mình, một cơn hoa rụng. Cứ như thế, hoa học trò thả những cánh son xuống cỏ, đếm từng giây phút xa bọn học sinh. Hoa phượng rơi, rơi. Hoa phượng mưa, hoa phượng khóc. Trường tẻ ngắt, không tiếng trống, không tiếng người. Hoa phượng mơ, hoa phượng nhớ. 3 tháng trời đằng đẵng, hoa phượng đẹp với ai khi học sinh đã đi cả rồi? Thế là 3 tháng qua, hoa phượng gần xong cái bổn phận của mình. Từng trận, từng cơn hay từng đóa, từng cánh, phượng đã trải hết mùa hè. Thu sang như trút cả gánh hoa, học sinh về đây. Hoa phượng chỉ còn lưa thưa, lẻ tẻ. Ôi các anh em, chúng tôi đã nở đẹp lắm. Các anh không đến sớm mà xem. Chúng tôi nhớ các anh mà rụng hết rồi. Bây giờ còn mấy bông hoa là để dành chờ các anh, chứ đáng lẽ đã rụng tiệt cả. Anh em học trò nhìn lên cành phượng. Lúc đi phượng nở, lúc về phượng rơi lại, cánh sẫm mục nát. Trên cành, cái vui bông phượng tuy cuối mùa mà đầm thắm biết bao.
Hết cái gác gỏng bề bộn mùa hè, bây giờ hoa phượng lưa thưa, cuộc tình duyên đã dời sang thu. Có lẽ vì vậy mà hoa phượng ấm lên gấp bội. Vài hôm nữa, hoa phượng sẽ nghỉ, sẽ yên lặng để cho anh em học. Anh em cố học đi, tìm hái bông lài, bông lý, kiếm ngửi hoa ngâu, hoa hồng. Anh em học cho hay, hoa phượng sẽ gặp các anh lúc cuối năm, trong lời chia ly, rẽ rời, và lại nói cùng các anh cái tâm sự thiết tha của mùa hè.